của Tôn Thượng Bích cũng như Pháp Quốc Tuấn về dự và rất tò mò xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin giới thiệu và chào mừng đoàn đại biểu Hội Đồng Tộc và Hội Tự Tin Dòng Họ Phạm về chúc chúc thọ cụ. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các ông bà thông gia, biên gia và các ông các bà trong dòng tộc đã về chúc thọ cụ. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các con cháu và bạn bè của con cháu cụ, hội đồng ngũ của con cháu cụ, hội đồng ngôn của con cháu cụ hôm nay cũng về chúc thọ cụ. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng là 55 người con dâu, con rể, con trai, con gái và các cháu chắt về dự và chào mừng cái ngày mừng thọ của cụ. Xin nhiệt liệt chào mừng. Để tiếp tục vào chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Triệu Duy Tiên, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam xã Quốc Tuấn lên có một lời phát biểu và đồng thời cũng là mừng thọ cụ. Xin trân trọng kính mời. Quý đại biểu, nhân viên trong buổi họp mặt vui mừng phấn khởi thắm tình đượm nghĩa gia đình dòng tộc của xóm làng, chúc mừng cụ Phạm Thị Tho, thượng thọ tuổi 80. Hội Người Cao Tuổi chúng tôi hàng năm thì đến ngày mùng 4 chiều mùng 4 tháng Giêng sẽ tổ chức mừng thọ các cụ cao niên ở độ tuổi 70, 80, 90 và các cụ đại thọ 100 tuổi. Và năm nay thì sẽ tổ chức mừng thọ tới 98 các cụ hội viên Hội Người Cao Tuổi vào chiều ngày mai. Theo nguyện vọng của cá nhân bà Phạm Thị Tho và cũng là tình cảm gắn bó giữa cán bộ và hội viên của hội, bà Phạm Thị Tho đã có nhiều đóng góp cho hội nên hôm nay chúng tôi dành tới để chúc mừng bà Phạm Thị Tho nhân dịp bà thượng thọ 80 tuổi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, lời đầu tiên nhân dịp xuân Canh Dần về dự lễ mừng thọ cụ Phạm Thị Tho, được phép thay mặt ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi của xã và nhân danh cá nhân xin được kính gửi đến quý vị đại biểu của xã, của thôn và các vị là khách quý của cụ, của con cháu cụ và toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác hiện diện trong buổi họp mặt vui vẻ, phấn khởi, thắm đượm tình cảm ấm cúng của gia đình, dòng tộc, làng xóm và quê hương tới chúc mừng cụ Phạm Thị Tho, người hội viên Hội Người Cao Tuổi xuân Canh Dần mừng cụ thượng thọ tuổi 80, lời chúc mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc. Đặc biệt xin được kính chúc cụ Phạm Thị Tho mạnh khỏe, an khang và trường thọ. Và chúng tôi xin đọc đôi câu đối để chúc mừng các cụ và quý vị hiện diện hôm nay. Người già vui hưởng tuổi già, trọn nghĩa vẹn tình, gương mẫu mực lưu truyền con cháu. Lớp trẻ nêu cao sức trẻ, kính trên nhường dưới, đức thảo hiền tiếp nối ông ta. Kính thưa quý vị, người Việt Nam có rất nhiều cái Tết trong năm, khởi đầu Tết Nguyên Đán là quan trọng nhất, cũng như một năm khởi đầu là mùa xuân, mùa quan trọng trong bốn mùa. Còn đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ, tất cả các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều chung vui ba ngày xuân. Đó là dịp để người ta thể hiện nếp sống văn hóa tinh thần, tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tinh thần tôn sư trọng đạo và mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, cỏ cây hoa lá tươi màu, thắm đắt, chồi non lập mới thay cành, trổ nụ, gửi trong ta bao niềm vui và bản niệm.
Cái vui của con người là làm chủ đất trời, sông núi với độc lập tự do mà Đảng đã đem đến. Muôn hoa khoe sắc, khoe hương, dưới trời xuân rực rỡ. Tuy nhiên, không có hoa nào đẹp bằng những bông hoa tân tưởng từ đáy lòng mình kính dâng lên Đảng, lên Bác trong mỗi dịp xuân về Tết đến. Kính thưa quý vị, các cụ có câu tứ thời xuân tại thổ, ngũ phúc thọ vi tiên, phúc lộc thọ thang linh. Tuổi thọ là trên cả. Ngày xuân có nhiều hoạt động vui tươi, trong đó tổ chức lễ mừng thọ. Các cụ cao niên đã trở thành nét đẹp, khơi dậy truyền thống kính đáo trọng thọ của dân tộc ta. Hôm nay trong không khí phấn khởi của ngày đầu xuân, gia đình Bắc Hùng và các bác trong gia đình cùng dòng tộc họ Phạm tổ chức chúc mừng cụ Phạm Thị Tho, ngọc họ của đám hương. Đây là nét văn hóa mang tính chất nhân bản truyền thống rất đẹp của dân tộc ta. Chính già yêu trẻ, vua trọng cước, làng xã trọng sĩ. Kính thưa quý vị, cụ Phạm Thị Tho đã tham gia hội người cao tuổi ngay từ khi thành lập, và cụ luôn gương mẫu động viên con cháu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế của địa phương. Trong gia đình cũng là người mẹ, người bà mẫu mực hết lòng thương con mến cháu, ngoài xã hội là người hội viên mẫu mực sống tròn tình đẹp nghĩa với bà con trước sau. Với tấm lòng nhân ái và tâm đức của đã đóng góp công đức xây dựng các công trình văn hóa lịch sử của địa phương và đóng góp vào việc từ thiện chống những thiên tai địch họa, với tấm lòng không so hơn tính thiện. Cả cuộc đời của cụ đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, nuôi dạy cùng của ông nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành, và con cái của cụ đều đề huệ hạnh phúc. Và một điều phấn khởi là các con của cụ, từ trai đến gái, từ dâu đến rể, rất hiếu đễ quan tâm đến cụ cả về tinh thần và vật chất. Đó là niềm vui của cụ khi tuổi già xế bóng. Hôm nay trong ngày vui chúc thọ cụ, chúng tôi xin có đôi lời chúc mừng cụ mạnh khỏe, an khang và trường thọ. Và nhân buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi cũng được phép là thay mặt hội người cao tuổi chuyển tới cụ bức mừng thọ của chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam. Thì chúng tôi đã nói là nếu bình thường chúng tôi là trao bức mừng thọ tới hội viên vào chiều ngày mai, nhưng với tình cảm cá nhân và đồng thời chúng bà đã có nhiều đóng góp với quê hương, nên chúng tôi được sự thống nhất trong ban chấp hành xin chuyển giao cho bà vào buổi hôm nay. Và đây cũng là cái trường hợp cá biệt. Nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, hội người cao tuổi Việt Nam mừng thọ cụ Phạm Thị Tho, thôn Bích Kê, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương. Chúc mừng cụ xuân Canh Dần thượng thọ tuổi 80, Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2010. Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Tấn Trị. Hội người cao tuổi lấy việc tinh thần tình cảm động viên hội là chính. Còn về vật chất của hội tuy rất khiêm nhường, nhưng ngày vui của cụ cũng có chút quà rất nhỏ mọn kính biếu cụ để ghi nhận là cái ngày mừng thọ của cụ. Chúng tôi xin được trao tấm quà mọn của hội tới cụ. Nhân dịp này, chúng tôi một lần nữa xin được kính gửi tới quý vị đại biểu, với các cụ, các ông, các bà hiện diện hôm nay lời chúc mừng mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng cho ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn ông chủ tịch hội người cao tuổi xã Quốc Tuấn. Kính thưa quý vị,
Cụ Phạm Thị Thoa là một người nông dân suốt đời gắn liền với nông dân, nông thôn và nông nghiệp. Cả cuộc đời cụ là gắn liền với xã Quốc Tuấn và các đoàn thể chính trị xã hội ở thôn Thu Kê. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu, các vị đại biểu trong Hội Người Cao Tuổi thôn Bích Kê và Ban Công tác Mặt trận thôn Bích Kê lên chúc thọ cụ và có lời phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu thân khách, kính thưa ông Triệu Thị Tiêm, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Quốc Tuấn, kính thưa các cụ trong chi hội Người Cao Tuổi thôn Bích Kê, kính thưa cụ Phạm Thị Thoa cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em, quan cháu thân tín gia tộc của cụ cùng cụ. Tết Nguyên Đán, Tết của cổ truyền của dân tộc ta đã đi vào tiềm thức dân gian, vừa có tính văn hóa bản sắc, vừa chứa đựng một dấu ấn về sự sống, sự sinh sôi nảy nở, sự tái sinh của một dân tộc. Vì vậy, trong những ngày vui Tết cổ truyền đón xuân, mỗi người, mỗi nhà chúng ta có nhiều động thái rất bản sắc về văn hóa độc đáo. Đó là tục quan cháu tổ chức mừng thọ cho ông bà, cha mẹ, những đức bậc đã sinh thành ra mình, dạy dỗ, nuôi bảo mình khôn lớn. Không ai có tâm niệm nhiều ít, ai cũng coi đó như một thông điệp thiêng liêng ân nghĩa của giờ phút thiêng liêng đầu năm mới. Ngày nay, đất nước ta đã bước vào hội nhập kinh tế toàn cầu, quê hương quốc tuấn anh hùng đang từng ngày, từng giờ đổi thay. Cả nước ta đang ra sức phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ ý thức bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc lần lượt được phát huy và phát triển. Thật đáng trân trọng, vào những ngày đầu xuân canh dần, chi hội người cao tuổi thôn Bích Kê tổ chức tết mừng thọ cho các bậc cao niên trong thôn được thụ phong thiên chức ở tuổi 70, 80, 90. Trong đó lễ mừng thọ của cụ Phạm Thị Thoa tuổi 80 được gia đình quan cháu phối hợp với chi hội người cao tuổi thôn Bích Kê tổ chức trọng thể. Đây là một hoạt động tinh thần đầy tính nhân văn, vừa giữ được bản sắc kế thừa văn hóa tổ tiên dân tộc, vừa có tính khoa học của thời đại mới. Kính thưa các cụ, từ những năm 20 của thế kỷ trước đến suốt 24 năm làm chủ tịch nước, trong cốt lõi tư tưởng lấy dân làm gốc của nước, Bác Hồ đã dành sự trân trọng, khiêm nhường và tình nghĩa sâu nặng đối với người cao tuổi. Qua những lần được trực tiếp gặp gỡ và những bức thư tâm huyết, Bác đã xác định rõ vị trí quan trọng, trách nhiệm lớn lao, lòng tin vững chắc, việc làm cụ thể đối với tổ quốc, đối với nhân dân của người cao tuổi, người thiết tha mong mỏi và chân thành nhắc nhở các bậc phụ lão luôn giữ vững trong vị trí của bậc tôn trưởng, nêu gương sáng cho con cháu trong gia đình và ngoài xã hội. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ngày càng quan tâm đến người cao tuổi. Ngày 19 tháng 5 năm 1995, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng người cao tuổi 18 tấm bảng tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng của Đảng và Nhà nước, Bác Hồ kính yêu người cao tuổi xã nhà nói chung và người cao tuổi thôn Bích Kê nói riêng đã phát huy được truyền thống và thế mạnh của mình. Hầu hết người cao tuổi trong chi hội là trụ cột gia đình, dòng họ và có tiếng nói trọng lượng đối với gia đình và khu xóm, là cây cao bóng cả trong gia đình và người cao tuổi mẫu mực ngoài xã hội, có ý thức và có khả năng làm tốt vị trí và trách nhiệm của mình đối với con cháu và các thế hệ kế tiếp và những người xung quanh. Phần lớn các cụ sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, tự lực làm mọi việc có thể làm, không muốn phiền hà đến con cái, không muốn nói nhiều về mình, chú trọng tích cực tham gia mọi hoạt động của địa phương, không quản tuổi cao sức yếu, sẵn sàng coi việc chung của tập thể như việc chính, như việc của chính mình, luôn tỉnh táo, vững vàng, phân rõ đúng sai, gương mẫu và động viên con cháu làm người tốt việc tốt, đánh điều xấu việc xấu,
được lòng kính trọng của lãnh đạo và nhân dân địa phương, kính thưa các cụ tuổi già làm quy luật tất yếu của thời gian. Sau người trao đổi thuốc kê đã và sẽ tiếp tục cống hiến tâm sức và trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh giàu mạnh, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu nuôi theo. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận thôn kính chúc sức khỏe cụ Phạm Thị Thoa và các cụ cao niên trong chi hội thôn Bích Tê sống vui, sống khỏe, cho ban công tác mặt trận thôn góp phần thực hiện một thủ đô tuổi cao gương sáng, kiến công như thế vì quê hương đất nước. Kính chúc toàn thể các vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân trọng cảm ơn. Quẩy thuốc bích kê lên tặng quà cho cụ Phạm Thị Thoa. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho xã Tô Tuấn và các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành chính trị xã hội các đoàn cơ quan thôn Bích Kê, và kính thưa các vị đại biểu đại diện cho dòng tộc của họ Phạm và bà con thân nội tộc đã đến dự buổi lễ mừng thọ của cụ Phạm Thị Thoa hôm nay. Tôi là một chi hội người cao tuổi của thôn Bích Kê và cụ Phạm Thị Thoa cũng là hội viên trực tiếp của chi hội chúng tôi. Chúng tôi xin báo cáo trước là hôm nay thì cũng đúng như là lời của ông Triệu Đi Tiêm, chủ tịch hội, là cái chủ trương chung là mừng thọ vào ngày mai, ngày 4 tháng riêng năm Canh Dần. Nhưng mà đây cũng là một cái điều kiện đặc biệt. Con cái của cụ đi công tác ở các nơi, ngày mai cũng lên đường về cơ quan công tác. Cho nên hôm nay tranh thủ tổ chức trước để mừng thọ cho cụ và mai các anh các chị lên đường được yên tâm. Tôi xin thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Bích Kê xin có một món quà rất nhỏ. Tuy về vật chất thì nó không đáng là bao nhiêu, nhưng về tinh thần nó thể hiện một cái tình cảm của những người già đối với cụ Phạm Thị Thoa là hội viên. Thì tôi xin trao lại cái phần quà này cho cụ Phạm Thị Thoa để nhận cái phần quà của chúng tôi là. Chúng tôi xin phát biểu tiếp. Lẽ ra thì cái này giữa gia đình và chi hội người cao tuổi cũng chưa được bàn bạc thống nhất. Cụ Phạm Thị Thoa là hứng, nhưng mà cuối cùng là chúng tôi sẽ thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Bích Kê kính chúc sức khỏe của cụ trường thọ mạnh khỏe sống lâu hơn nữa để thực hiện là cây cao bóng cả, là một cái bóng mát tỏa sáng che chở cho con cho cháu lâu dài. Và chúc cho các anh các chị là con gái của các cụ đang công tác ở khắp nơi khắp miền mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt. Và chúc cho toàn thể hội nghị có mặt hôm nay một lời chúc mừng mạnh khỏe và hạnh phúc thành đạt. Xin cảm ơn. Cho ban tổ chức và gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban công tác mặt trận thôn Bích Kê và hội chi hội người cao tuổi thôn Bích Kê, xin chân thành cảm ơn quý vị. Hệ thuật của địa phương, cụ Phạm Thị Thoa luôn luôn là tích cực hoạt động và đồng thời cũng có nhiều những cái ân nghĩa đối với các cái câu lạc bộ về văn hóa thể thao địa phương. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn lên chúc thọ cụ, xin trân trọng kính mời. Thoa và hội viên của câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn. Câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn xin được gửi tới vài vần thơ để chúc mừng bà. Đầu xuân mới, cành đào rực rỡ, tiếng chim reo, hoa nở, chào xuân. Mừng bà nay tuổi bát tuần, một nhà hòa quế quây quần vui tươi. Tuy tuổi cao chẳng rời việc ít,
đẹp tình nhà nghĩa nước thủy chung, bàn đào tiệc thọ kính dân, đông vui con cháu họ hàng ân hoan, cây cổ thụ vững vàng tỏa bóng, vườn xuân càng tươi thắm thêm ra, ơn giờ tổ ấm họ hàng, vui trồng cây đức thật là bao la. Đồng hội văn hóa dân ca chúc mừng trường thọ một nhà an khang xuân canh duần. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn quý đại biểu đại diện cho câu lạc bộ kèo Sa Quốc Tuấn lên chúc thọ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho hội Kỳ Lân và đội tế nữ quan của bà Nguyên là Đắc Trúng lên phát biểu ý kiến và chúc thọ phục. Xin trân trọng kính mời. Quý vị dự lễ hội mừng thọ của cụ Phạm Thị Thoa, hôm nay tôi là một thành viên của đội tế nữ quan làng Đắc Trúng do chị Nguyên làm trưởng đoàn và cũng là đội Kỳ Lân. Tôi xin có bài thơ để chúc mừng thọ cho cụ. Mừng cụ đón tám mươi xuân, sức khỏe vẫn tốt tinh thần và luôn cao, vẫn vui với mọi phong trào, tinh thần vật chất dễ nào kém ai. Khuyên con dạy cháu hôm mai gia đình hạnh phúc mỗi năm.